Đầu tiên Chung chào cô chú anh chị cùng các bạn nha. Hôm nay Chung chia sẻ quay cái chậu tròn 8 tấc dán chữ nha bạn. Thì trước khi quay thì mình đo cái thước tấc cái chậu, đo nó đúng cho nó chuẩn để mình quay cho nó đẹp nha bạn. Chậu 8 thì mình đo là tính được cái mía cát nha bạn. Tính được cái mía cát vô giữa tâm cái cốt là nó 40. Thì khi mình quay hoàn thiện nó sẽ ra là nó chậu 80 nha bạn. Còn mình đo cái đáy chậu thì mình tính từ cái miếng ngoài nha bạn. Đây, tính từ cái miếng ngoài. Miếng ngoài khuôn là các bạn tính từ cái miếng ngoài khuôn. Cái chân chậu là tính từ cái miếng ngoài khuôn vô cái giữa tâm cây cốt là 27 nha bạn. Đó. Thì bây giờ thì Chung sẽ quay cái chậu này thì mời các bạn mình cùng theo dõi nha. Lồng cát thì đã quay xong nha bạn, quay cái lồng cát cho nó láng nha, cho nó đẹp để sau này cái lồng trong của cái chậu nó đẹp, đặc biệt cái miệng chậu mình chọi phải cho nó láng nha. Cái này mình có xử lý mình làm láng cái miệng nó dễ dàng hơn. Thì khi các bạn quay cái lồng cát xong thì mình gắn cái miếng gờ âm, đây là cái miếng gờ âm mình gắn vô để mình quay có gờ âm để mình dán chữ, dán quay văn nha bạn. Thank you.
Đó, các bạn gắn cái miếng gờ âm vô nha bạn. Đó, thì khi cái miếng gờ âm gắn vô thì nó sẽ có cái gờ âm nha, mình dán chữ. Khi quay cát xong các bạn thấy là ở dưới đây nó hở một xíu này, cho mình nó hở như này thì mình dùng cái búa mình đóng cây cốt nha bạn, cho nó xuống thêm xíu nữa cho nó sát nha. Cái này thì nếu mình để gì quay thì cái miệng chậu nó dày nha bạn, nó quá đẹp, mình phải đóng cho cái mí khuôn nó sát cái mí cát để khi mình quay lên cái miệng chậu nó mỏng và đẹp nha bạn. Đó, chim thôi là cái miệng chậu nó thô và nó xấu. Bạn mình chế cái lớp hồ dầu xong thì mình pha cái hồ cát lỏng, mình chế cho nó bao quát cái ụ cát lại nha bạn. Này các bạn, mình rút khuôn ra, mình để một cái dòng kẽm bút ly bên dưới cái dành miệng nha bạn. Chậu ơi, chúng đã vô kẽm xong. Thì các bạn lưu ý vô kẽm thì mình vô làm sao mà cho cái kẽm nó nằm giữa cái mặt hồ á, qua lớp hồ nó nằm giữa này nó mới chất lượng nha bạn. Nằm giáp mí hoặc là nó gần cái lòng chậu quá thì nó nhiều khi lâu ngày nó bị bung nha bạn, nó bị nổ á, thì nó dễ bị hư cái chậu. Đó, kẽm các bạn để nè, mình canh sao cho nó vừa phải, nằm giữa mặt hồ là nó tốt nhất. Thì cái bụng chậu thì mình sử dụng kẽm 4 ly, còn bộ các bạn sử dụng kẽm 4 ly nha bạn. Từ cái chậu 8 cho tới 9 đâu đó các bạn cũng sử dụng kẽm 4 ly, mà lên tới mét thì các bạn xài kẽm 5 ly, hoặc là mình sắc sáo mình bỏ dòng miệng cũng được nha bạn. Đó, thì theo chậu mình để kẽm cho nó phù hợp cho cái chậu nó chất lượng. Thì bây giờ vô kẽm xong thì mình chọn cái hồ cát đặt nha bạn. Giờ mình không có chọn lỏng nữa, chọn đặt đi cho nó mau lên hình cái chậu. Thank you.
cầu lên hình đầy đủ thì tiến hành mình pha cái hồ cát tổng, thêm xi măng dân già, mình đi hầu láng, lắp những lỗ mọt để tiến hành đi hầu dầu. Bây giờ chúng tiến hành đi hầu dầu nha bạn. Thì lớp hầu dầu đầu tiên các bạn trộn cho nó hầu dầu cho nó đặc để mình đi cho nó lên chỉ lên hình đầy đủ. Thì chừng nào mình đi đầy đủ hết chỉ rồi mình trộn cái hầu dầu cho nó lỏng ra. Đi một hai quận bóng thì mình rút khuôn ra nha bạn. Bây giờ tiến hành dán hoa văn và chữ cho cái chậu. Thì tới công đoạn này quan trọng thì các bạn mình xem, mình chú ý để mình dán cái chậu cho nó đúng, cho nó đẹp nha bạn. Các bạn thấy là đây là cái miếng hoa văn đó, hoa văn chữ chúng ta đổ trước đó, thì các bạn mình ngâm nước cho nó đủ nước để mình dán nha bạn. Giống như mình khi mình dán gạch thì mình cũng phải ngâm nước, còn chữ như hoa văn thì cũng thế, mình ngâm nước cho đủ nước thì mình dán, mình chét hồ nó không bị cháy nha bạn. Thì lưu ý là cái chậu mình quay xong còn ướt thì mình dán luôn, thì cái hoa văn với chữ dán nó sẽ rất là chắc chắn nha bạn. Tiến hành bây giờ mình dán cái hoa văn trước nha bạn. Hoa văn thì mình cái hầu dầu các bạn mình lấy hầu dầu mình chét đằng sau cái miếng hoa văn. Lưu ý là mình chét cho nó giáp dầu nha bạn, chét mỏng qua một lớp thôi. Thì tiến hành mình ướp và mình dán vô. Thì cái hoa văn này lưu ý mình dán cho nó đúng chiều nha bạn. Đó. Đó, mình ịnh vô thì nó đã có cái khuôn khổ nó sẵn rồi, đưa hoa văn vô thì nó ôm nha bạn. Thì cái này quan trọng là khi mình đổ cái hoa văn mình vuốt cho nó có độ cong, thì khi mình dán vô nó sẽ ôm, nó sẽ sát đó. Bạn thấy là nhìn dán rất là dễ dàng, canh cho ngay đều cho nó đẹp. Thì đây là cái mẫu hoa văn chữ thọ của cái chậu 80 nha bạn. Chậu 80 thì cũng còn rất là nhiều hoa văn đó, thì chung chia sẻ cái mẫu này cho các bạn xem. Thì lần sau có quay đi chung sẽ chia cái mẫu khác. Tiến hành dán chữ luôn nha bạn. Thì đây là cái chữ Đại Cát Hưng Thịnh, cái bộ chữ ý nghĩa. Mình cũng chét hồ dầu đằng sau cái chữ và mình dán vô. Đó thì mình lưu ý là cái chữ mình dán ngược nha bạn. Dán ngược thì sau này mình cái chậu mình lật đứng đúng chiều thì cái chữ nó đứng đúng chiều nó đẹp nha bạn. Còn mình dán cho nó thuận thì khi mình lật cái chậu lên nó ngược cái chữ nó không có hay nha bạn. Đó. Đó, tiếp theo là chữ Cát. Đại Cát. Mình dán tiếp chữ Hưng và chữ Thịnh luôn bạn. Đại Cát Hưng Thịnh. Thì các bạn thấy là dán cũng rất là dễ dàng, cứ nối theo cái giáp chữ. Giáp chữ xong mình nối với miếng hoa văn và dán thêm cái học chữ còn lại là xong. Thì cái mẫu này thì cũng bán rất là chạy hàng nha bạn. Hiện tại thì chậu 8 thì cơ sở bán rất là nhiều. Đó, bán khuôn này, bán chậu cũng nhiều. Tại mẫu 8 này cũng vừa đó, trồng rất là nhiều loại cây cũng vừa trồng nha bạn. Đó, mẫu 8 là mẫu bán chạy nhất.
tiến hành cắt cái chân giả cho cái chậu nha bạn. Thì lúc mình còn mềm thì mình dùng dao mình cắt luôn rất là dễ dàng nha bạn. Thì cắt ba cái chân giả này cho cái chậu nó có cái khoảng ngắn cái độ sâu của cái chậu cho nó đẹp nha bạn. Cắt xong mình dùng dao mình vuốt nó láng luôn. Tiến hành ịn cái hoa văn chữ S cho cái chậu nha bạn. Thì các bạn ịn ở cái viền trên gần cái đáy chậu và cái viền dưới. Thì bằng cây nhôm thì các bạn ịn rất là dễ. Lúc cái chậu còn mềm nha, lưu ý thì cái chậu còn mềm mình ịn cho nó xong luôn. Các bạn cứ đảo qua đảo lại xong mình lấy cái ngắn mình ngắn cho nó liên kết nha bạn. Đó, ngắn liên kết với nhau là thành cái chữ S. Thì đây là chậu tám mình đã chia sẻ cũng như là làm hoàn thiện cái chậu nha bạn. Thì cái mẫu chậu là mẫu chậu có hoa văn, có chữ dán chữ Đại Cát Hưng Thịnh. Thì đây là mẫu chậu tròn 8 tấc quay gáp kết hợp với đế xây 360 độ. Thì cái mẫu này chung có cung cấp khuôn luôn. Các bạn nào mình có nhu cầu mua khuôn, mua chậu các bạn cứ liên hệ nha bạn. Đó, thì cái này chỉ còn mình chét con xong rồi lật lên mình làm nguội cái miệng cho nó đẹp cái miệng nữa. Thì cái video thì ở lần cái video lần sau chung muốn chia sẻ thêm. Thì hôm nay chung tiếp tục trở lại công việc nha bạn. Thì hôm nay thì đã sửa cái chòi đó, cái chòi lá thì sửa bằng cái chòi tôn nha bạn, để cho nó che mưa che nắng trong cái mùa mưa tới nha bạn, cho nó ổn định. Đã xong thì tiếp tục với công việc thì sẽ tiếp tục ra một số cái mẫu chậu để phục vụ bà con cô bác trong cái thời gian tới. Thì các bạn nào mà có nhu cầu đặt khuôn đặt chậu thì các bạn vui lòng liên hệ, thì chúng sẽ bắt đầu làm lại từ ngày hôm nay đó. Thì tới đây thì video cũng xin kết thúc. Thì cuối video thì chúc cô chú anh chị và các bạn thật nhiều sức khỏe, làm ăn phát đạt và thành công trong cuộc sống nha.